Xin trọng kính chào anh chị em và các bạn trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì cho chúng ta có tiếp tục học lời Chúa trong loạt bài học cuộc đời Chúa Cứu Thế 6 cuốn, và chúng ta đang ở cuộc đời Chúa Cứu Thế cuốn 1 bài 19, lời hứa của Đức Chúa Trời. Trước khi học lời của Ngài, chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Cha ơi, chúng con ngợi khen Cha vì cớ tình yêu của Ngài. Ngài ban cho chúng con có cơ hội được sống động ở trên đất này và được học lời của Ngài. Xin thần linh của Ngài, lạy Chúa Thánh Linh, xin đến trên đời sống của chúng con. Ngài tự do trong giờ này, Ngài tự do dạy dỗ chúng con, Ngài tự do kiểm soát tâm trí, tâm lòng, tinh thần và trí tuệ của chúng con. Hỡi Cha, xin ban phước cho chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài, được hiểu lời của Ngài, và chúng con học về bài lời hứa. Thì xin Ngài chúc phước ban ơn đặc biệt trên đời sống của chúng con. Cha ơi, Ngài hứa với chúng con rằng người công bình sống bởi đức tin. Con tin rằng con những cái sứ điệp này sẽ truyền, Ngài sẽ sử dụng để truyền đến cho nhiều anh chị em của chúng con, thay đổi nhiều cuộc đời của anh chị em của chúng con trong đức tin bước đi với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con đành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh thì có vô vàn lời hứa, và nó có khoảng 5.000 lời hứa cho chúng ta. Và như ở đây thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ học bài lời hứa đầu tiên ở trong bài 19, và trong bài 20 thì chúng ta học về áp dụng lời hứa của Đức Chúa Trời cho từng hoàn cảnh của chúng ta, từng nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây thì có con rắn thấy Adam và Eva, thì rõ ràng đây là hoàn cảnh, đây là cái bối cảnh ở trong vườn địa đàng. Và ở đây thì chúng ta thấy là khi mà Đức Chúa Trời phán xét sau khi con rắn cám dỗ Eva để ăn trái cây, ăn trái cấm ở trong đồng vắng, thì có một lời hứa, đó là ta, lời hứa đầu tiên, đó là Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Chúng ta có thể viết mật Kinh Thánh của chúng ta ra và gạch dưới Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Lời hứa nói như thế này: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù cùng nhau, mày sẽ giày đạp, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Như vậy thì tại sao có lời hứa này? Bởi vì khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng Adam ở trong vườn địa đàng, thì Ngài lấy bụi đất nắm lên Adam và sinh khí nó vào lỗ mũi, thì Ngài trở người Adam trở nên một loài sinh linh, có nghĩa là loài sinh vật duy nhất có linh hồn sống. Và từ đó thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên vườn địa đàng rất là tốt đẹp để mà ban phước lại cho anh chị em. Chúa Đức Chúa Trời ban phước, và mình thấy được rằng là ở đây thì lời hứa đầu tiên của Chúa là vì sau đó, đó vì Adam cần có một người bạn, và Đức Chúa Trời muốn có một người bạn cho Adam, cho nên Ngài đã làm tất cả những loài thú đồng mang đến cho Adam, nhưng mà không có bạn, Adam thấy rất là cô đơn trong vườn địa đàng, cho nên Ngài đã tạo dựng nên Eva bằng cách lấy cái xương sườn trong lúc mà Adam ngủ mê, thì lấy cái xương sườn của Adam để tạo nên Eva, và từ đó thì Adam và Eva được trở nên là bạn với nhau ở trong vườn địa đàng. Cho nên đó, cái lời mà Chúa nói với Adam là người được ăn trái tất cả các trái cây trong vườn, nhưng mà trái của cây biết điều thiện và điều ác thì người không nên ăn đến, và vì một khi người ăn thì chắc sẽ chết. Còn thì cho nên là cái đó là sau này có thể là cái lời đó truyền lại cho Eva, và Eva thì không nghe trực tiếp từ Đức Chúa Trời nói, nhưng mà nghe qua Adam nói. Và sau này Adam á, sau này Eva á, thì ở trong vườn địa đàng, bối cảnh lúc bây giờ đó là ở trên thiên đàng, thì Đức Chúa Trời đã có một cái sự là có cuộc chiến đấu với Satan, và Lucifer ban đầu nó chính là thiên sứ trưởng sáng nắng, nó chính là sao mai sáng nắng, nhưng mà bây giờ nó không còn là sao mai nữa, và bởi vì nó đã phạm tội và
nó bị vứt xuống dưới vực sâu rồi. Và nó khi xuống dưới khỏi cái tầng trời của Chúa đó, thì nó đi lang thang và nó có thể đến cái vườn địa đàng. Và ở đó, trong hình hài của con rắn, nó cám dỗ Adam, cám dỗ Eva về cái nó lấy đúng cái tính kiêu ngạo của nó, cái tính ganh tị của nó. Nó nói với lại Adam, Eva rằng người được ăn trái cái cây trong vườn, Chúa rất là ích kỷ, Chúa đã rất là ích kỷ với các ngươi phải không? Chúa cấm các ngươi không được ăn trái. Tại sao? Tại vì khi ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác á, thì mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép rằng là cái trái đó Adam thấy một ăn ngon và đẹp mắt húy vì mở trí khôn. Cho nên Adam đã bẻ căng nề của Đức Chúa Trời, đã bẻ căng nề của Chúa. Thì Chúa nói với Eva đã bẻ căng nề của Chúa, thì Chúa nói với Adam rằng nếu ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Nhưng mà Eva thì nói e phải chết. Và điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy Adam, chúng ta thấy Eva đã ăn trái cây, ăn trái cấm. Và sau đó thì con rắn bị rùa xả. Thì trong đó thì Chúa đến, Chúa đặt cái, sau khi phạm tội thì loài người bị rùa xả và đặt thì đối với lại Eva thì phải chịu đau đớn khi sinh nở, khi thai nghén. Phải dục vọng của Adam phải xu thế về chồng, về chồng sẽ cai trị. Và Eva thì chịu đau đớn, Adam thì phải chịu chết. Đất đai bị rủa xả. Và lúc bây giờ thì con rắn nó có thể là nó bò, nó rất là đẹp, nó có thể trèo cây rất đẹp, bay nhảy rất đẹp. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó phải bị bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Và có một lời hứa được nghịch ra, đó là dòng dõi người nữ chính là dòng dõi cởi. Eva sẽ nghịch thù với lại Adam, với lại con rắn. Và lời hứa đó là lời hứa cứu rỗi đầu tiên. Sau cái đó thì Adam về, và khi mà phạm tội thì Adam, Eva xấu hổ đóng khố che thân, và trước đó thì họ trần truồng mà không hổ thẹn. Khi mà họ lấy lá để đóng khố che thân đó, thì sau đây Chúa phải giết một con chiên, một con thú để làm ra. Đây là sự đổ máu đầu tiên ở vườn địa đàng, là một con thú đã phải bị giết và lấy cái da nó để mà làm quần áo cho Adam và Eva. Sau đó hai người lại bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và đi lang thang, và đến mang tội lỗi vào thế giới này cho đến ngày nay. Và lời hứa đó, người ta trông chờ lời hứa đó, đó là lời hứa về sự giải cứu. Và lời hứa này có một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, và tại thập tự giá thì Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời hứa. Và dòng dõi người nữ sẽ nghịch lại dòng dõi của con rắn sẽ bị đạp đầu và bị thương rất là nặng ở đầu. Thì đánh bị đánh rất là nặng ở đầu, có nghĩa là bị thương rất là nặng. Và tại thập tự giá thì Adam, vì con rắn Satan bị thua, và nó đã bị bại trận ở Golgotha, nó bị bại trận ở Golgotha rồi. Và con người là Chúa Giêsu thì bị thương ở chân, bị cắn. Cho nên cái gì, khi mà cái sức nặng, khi mà Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá đấy, thì cái sức nặng của toàn thân thể đấy nó sẽ đè nặng cái cả cái thân thể. Và đó là giống như là bị thương, bị đau đớn một chút. Nhưng mà Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Và bản chất lời hứa của Đức Chúa Trời là gì? Là giữ lời hứa. Từ cái lời hứa của Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, rất là nhiều người bản chất của Đức nó sẽ qua đi rất là nhiều thời gian rồi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được rằng là đã ứng nghiệm cách đây 2018 năm về trước, 2019 năm về trước đã ứng nghiệm rồi. Đó là bản chất của Chúa, là luôn giữ lời hứa. Chúng ta nhớ điều đó. Và Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài nhanh hay chậm vào
đúng cái thời điểm của Ngài. Cho nên khi chúng ta được Đức Chúa Trời hứa điều gì, hãy tin cậy vào Ngài, hãy trông chờ vào Ngài, vì Ngài chắc chắn sẽ làm. Nếu nó chậm trễ, chắc chắn Chúa sẽ làm. Và chúng ta nhớ làm bài kiểm. Tại sao Đức Chúa Trời giữ lời hứa? Tại vì đấy là bản chất của Ngài. Từ khi Đức Chúa Trời hứa lập nước với Abraham cho đến lời hứa thực hiện hoàn toàn là bao nhiêu năm? Là Chúa làm trong 2000 năm. Tại sao những lời Chúa hứa không được thực hiện ngay? Tại vì phải đúng thời điểm, Chúa phải chờ đúng thời điểm. Tại sao Đấng Christ không giáng sinh vào thời điểm của vua David? Tại vì lúc đó kỳ chưa chọn, lúc Đức Chúa Trời chưa đến đúng thời điểm. Câu Kinh Thánh nào cho biết Đấng Christ là dòng dõi của người nữ đến để hủy diệt Satan? Đoạn Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18. Ai đang phán ở đây? Đức Chúa Trời đang phán. Phán với ai? Phán với con rắn. Ai lãnh một đòn chí mạng? Con rắn nó sẽ lĩnh đòn chí mạng, chính là Satan ở phần đầu. Và ai bị thương ở gót chân? Chúa Giêsu bị thương ở gót chân. Việc này xảy ra khi Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá tại Golgotha. Và đây chính là lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời, đó là lời hứa về sự cứu rỗi sau khi loài người phạm tội. Và lời hứa sẽ đập đầu của con rắn, sẽ tiêu diệt kẻ thù là Satan. Và cảm ơn Chúa, nhờ sự xuống của thế giới của Chúa Giêsu xuống trên thập tự giá, xuống trên thế giới này, bởi bản chất là Đức Chúa Trời, bản chất là con người của Ngài, hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn vô tội, cho nên Ngài mới có thể cứu được chúng ta. Và Ngài đã đánh, Satan đã bại trận ở tại thập tự giá rồi, nó đã bị đánh rất là nặng ở thập tự giá rồi, nhưng mà bây giờ nó chưa thua, nó chưa tâm phục khẩu phục, nó chưa hết hẳn. Nó chỉ hết hẳn khi mà ở tòa án trắng, khi mà Chúa tái lâm, khi mà Chúa trở lại mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta cũng phải cậy ơn Chúa để sống, và chúng ta phải làm đúng cái bản chất của chúng ta. Chúng ta tin thứ nhất là Chúa đã chiến thắng Satan rồi, và chúng ta cũng đã sẽ chiến thắng. Chúng ta đã chiến thắng rồi, vấn đề chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu giống như Chúa Giêsu, giống như Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta nên tin vào bản chất của Đức Chúa Trời là Ngài đã luôn giữ lời hứa đúng thời điểm. Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta học thuộc cái câu gốc Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì lời hứa đầu tiên của Ngài trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, giúp đỡ chúng con để chúng con là những người kinh nghiệm Ngài, là những người thuộc về Ngài, thấy cái sự đắc thắng trong danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã hứa cứu rỗi, và chính Ngài đã làm điều đó cho chúng con từ rất sớm rồi. Chúng con ngợi khen Chúa, xin tiếp tục giúp đỡ chúng con để làm theo lời Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, và chúng ta áp dụng. Chúng ta gặp nhau trong bài 20.